Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 150 mm một đợt. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm một đợt, có nơi trên 350 mm một đợt. Cụ thể, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 6 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Nguy cơ ngập cục bộ tại huyện Thanh Ba, Thanh Sơn, Hạ Hòa, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, khu vực miền núi phía Bắc là vùng trọng tâm của lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất. Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần chạy thật nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến vị trí cao hơn, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền để đảm bảo an toàn.